cứu giúp toàn quốc lần thứ ba đã đến. Chúng ta đã trải qua 2 năm đại dịch Covid-19. Hôm nay, ngày Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Toàn Quốc đã diễn ra. Bao nhiêu mong đợi từ địa đầu của Tổ quốc, bao nhiêu niềm vui vỡ òa trong trái tim mỗi người con của mẹ khắp trên giải đất hình chữ S đổ về. Hôm nay, miền Tây Bắc của giáo phận Hưng Hóa xa xôi, chúng con quy tụ về đây bên linh ảnh, bên linh địa Đức Mẹ La Vang trong ngày đặc biệt này, để cùng với mẹ dâng lên Thiên Chúa ba ngôi chí thánh lời chúc tụng ngợi khen, lời cảm tạ tri ân cùng với muôn tâm tình và bao ước nguyện, đồng thời ca khen cảm tạ mẹ là nữ vương đấng bảo trợ và hằng chuyển cầu cho chúng con trước tòa uy linh, để chúng con có được đức tin và cuộc sống như ngày hôm nay, đặc biệt là ngày đại hội này. Với tất cả những tâm tình ấy, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ tiến hoa này.
lại chốn ngôi cha. Uy quyền hùng vĩ đã dựng nên đất trời bao la, dựng nên mẹ rất cao sang, muôn hoa phải bé bàng. Vinh danh Chúa, vinh danh Thiên Chúa, là Chúa Mẹ lá vàng
khấn nguyện. Con có mẹ giờ chi, dù con gặp bao nỗi khó nguy, đến Đức Mẹ từ bi, đời chúng con sống vui ngại chi. Trên hoàn cầu lạy Đức Mẹ lá vàng, dân con Việt đồng thanh bái chào. Nơi xứ người tạm du, nguyện xin Mẹ dìu dắt chúng con trên bước đường ly hương, đoàn chúng con sống trong tình thương. Lời kính chúng con chào Mẹ, lạy Đức Mẹ lá vàng, muốn tấm lòng hợp dâng kính Mẹ. Mẹ đó hồng đẹp xinh, Mẹ bông huệ thơm ngát khiết tình, Mẹ tháp ngà to cao, Mẹ ánh trăng sáng hơn ngàn. Dâng tiếng dâng lên Mẹ,
cùng tiến dần lên cả giáo sư con. Mẹ yêu thương chưa che an lành. Bye.
đoàn con tiến dâng lên về. Ngọn lửa yêu thương nồng ấm muôn phương, thương tình con mãi luôn lời sáng, như nến hồng lung linh rạng ngời, soi lối đường con đi muôn. Giáo xứ Yên Bái, hội Hiền Mẫu Yên Bái, 800 cây số để về linh đài Đức Mẹ La Vai, Quảng Trị để dâng hoa kính Đức Mẹ. Hãy subscribe.
con muốn gì? Thì mẹ cũng biết cuộc tâm là người con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Amen.